Là trên đây là anh chị cho má là bây giờ cái là nó phát hộ nghèo là sống mà là chết, tao có biết là có cấp hộ là nhà nước dân nghèo đâu, là miền Trung miền xa đâu, miền Quế tao vô tao cho má. Thì bây giờ tao cho gì đồ tốt mình ăn, đồ tao cho đồ tốt chứ không bây giờ cho đồ dở, mà mẹ đừng có nói là ăn đồ dở. Qua xin gạo xấu rẻ tiền chút, nó bà nói nữa cho nó nở đã, người ta nói bây giờ tao người ta cho, đừng có nói cái vụ mà tốt chứ xấu là tao nói mà bà. Con ăn gì chưa? Chưa. Chưa hả? Đói bụng không? Con ăn gì không? Em ơi, nó biểu tôi bắt ô vàng. Chứ mời các bạn dán bà gạo cái tắc về là bộ về té lên để chúa. Về gặp đủ đủ nha. Nói cái nó gục tôi quýnh đập tôi hai hai ba cái chỗ cha. Thằng này đuổi tôi nữa. Tôi gào mấy cậu ơi, chắc tôi tự giận chứ anh hớt. Hớt lên tới 12 giờ kia. Tận sáng nó gục đập chạy trốn. Tôi đổ cúc dê thùng gì nè 5.000 bao gì nè hết lạnh những kia nè chưa xong nó gượt chứ mày về chạy mới về thì đó. Hôm qua phiếu gửi cho chục cái gạo chứ cái tắt nó đồ bộ đi, hôm qua mấy cậu gì qua không có tôi ở nhà, người ta cho gạo hả? Dạ tao cho phiếu đánh gạo. Cái này phao lưới gì mà bự dưới hận trời. Trong cái nha, lưới trong cái hả? Dạ. Thằng này ký nhiều lắm mà. Trời, một thúng dê thùng gì nè. Cái này chừng 2 ký hả? Thằng 2 ký được 10.000. Không cái đường hết không chịu tay không mà. Mấy kéo mới nó quăng xong điện trơn rồi. Thằng này nãy giờ lại nó biểu tôi bỏ nhà đi, tôi không đi để tôi hai cái chỗ trà. Mà thằng này hôm qua tôi nói nó khùng mày tỉnh tuồng mày vợ bỏ mày đừng lại. Bà con chứ cha là gì mà nói nó không được. Thằng bận đồ kỳ á. Bận đồ khác đi. Nay con bận đồ đi đi lạ lạ đi, thằng ông bả gã con luôn đi. Gã luôn ha. Đâu dữ rồi. Trời nực quá à. Ông bả tới tao đẹp mô con bả trời đó. Gã con luôn đây, giờ kêu để ở đây tao giết con nó. Thế à? Ừ. Đi kêu luôn nha. Ừ, gã đi để chết đi. Mặc đồ khác đi. Hay áo khác đi. Thay áo kín chút đi. Cái này hở lòi ra. Dạ. Yeah. Ừ. Ô, nó mát. Màu đen vô qua được không? Ừ. Không có màu đỏ gì đi. Đỏ không có. Trắng. Em mời tao ra ruộng đi, ba bố con không đau. Nó kêu vô cái em nó hầm mà thôi đi chơi chứ không. Tôi đi hôm được 4 giờ về nè, 5.000 10.000 được. Cái đã đợi cái biểu tôi đi, tôi nói thôi ta không làm gì tao cùng đi. Bà không chơi nhà bà dẫn cầm vườn Nguyễn bà chơi đi. Rồi cái tôi không chịu chứ mà để tôi mét cái cháu cha đúng rồi. Mơ hả? Ừ. Mơ Quýnh hả? Ừ, nó biểu tôi đi. Đi 5.000 10.000 bà kia dài tao cũng chơi bà chứ gì. Nó quýnh tôi nhỏ này la làng, quýnh nhỏ này la làng, nó khóc nó chết mà ai chết rồi. Sáng mày quýnh nó con? Quýnh, quýnh nhỏ này quýnh tôi. Đuổi tôi đi. Hồng Đa lại ké đậu là đuổi tôi đi, không đi nó quýnh. Bưng bao bao này, nguyên bao bao cho bà để đổ dưới. Nguyên bao bao phải ở ngoài, rồi tôi đợi nó chết tôi rồi. Quýnh ra trời mấy cậu ơi, không nói nữa đâu. Cháu mời đến đắp mùa vàng, đi không nói. Ừ, bắt rồi đó mà. Đâu phải người ấy đâu. Đồ dữ trời. Ừ. Nó cũng vừa kêu mà nghèo con của bà mày không. Dì. Châu nè cho 50 coi nhờ ba má nó nè, tiền này của tao cho mơ nè, với bà già nè miếng bay bà lấy tao bắt nhốt ở tù đó. Anh chị vô ba má vô coi thăm em, còn kiểm cho 50 nó dạng nó ba là đồ ngủ đồ. Còn chiều bộ vô nè. Chiều bộ vô ha. Ừ còn không. Đó chị thấy không? Lại ngồi xích bá nè. Bà nãy mà tôi gắng can rằng mình đập bạn đám ma luôn ha. Đập thiệt luôn anh. Chứ phải tôi quá khùng tiền tao đâu có biết gì ha. Là ngồi với bà nè. Hai vợ chồng đâu kìa. Muốn ngồi chung với bà. Mẹ ấm áp. Còn ba người đó. Như cái theo thớt vào đâu cho anh chị có tiền mi. Ba người, ba người. Ba người luôn đi, đi. Ba người. Ông không cho mà, ông bà cho mà ông bà lấy tiền khác, ông cho tiền nhiều lắm. Lẹ đi. Nhanh đi. Lẹ đi chạy. Mẹ mi sơn. Ba người, ba người. Sơn mới ghép bà. Bà thương mẹ. Cũng giờ mới cũng muốn chết bệnh thần kinh mà. Bà má nó còn khôn phải không? Ngu quá. Răng cỏ ăn gạch trơn cho đẹp. Ừ. Bà cưng vậy đó. Để tao giống bà. Chứ bà lão quá đó. Trong cùng mà con bà đó, nó con bà đó mẹ. Con tới cả đời con chưa dám đụng mẹ. Ừ. Bởi vì bữa nay bà giúp ba này bà làm ba mặt tí đó. Đưa kéo con hết hai ba cái cho ông lên quay nè.
Là một phố âm hưu. Cầm kéo đừng có về cơn nha, lỡ gì đó chạy á. Hớt bao nè, cho ông coi, nó không phải cùng đâu. Nó cho ta lên tài, ta thấy tội nghiệp, rồi bắt đầu nó ủng hộ ông bà đó ha. Hớt nhanh thế đó vậy là. Hớt vậy đó, đặng ta lên tài, ta thấy mực. Từ gia đình nghèo. Lên tài mới được à? Ừ. Lên đại rồi, bây giờ gia đình nghèo nó cũng ủng hộ ba má, hiểu không? 200 tỷ người ta cho đủ nhiêu nhiêu. Không lên đại đúng không? Chứ phải mày giỡn đâu, ngộ đó mày giỡn. Lên đại người ta chia ra cấp trên có, cấp dưới có mà. Tao kêu hốt bao đi rồi có đốt gì nữa. Rồi tiền bữa đó cho còn không? Còn còn anh. Chịu. Còn 300 à. Còn 300 ngàn hả? Dạ, 300 à, anh 300 nữa. Làm gì 300? Đi mua đồ đó mẹ cho, bữa hổm 500 còn 300. Không cho bà còn không chứ các con. Bà cho người ta chơi người ta đủ đéo. Không có nói bậy nha. Kìa kìa. Bà cho mơ cho bà. Chắc cho 500 cho bà 500 nha. Nè. À. À, chị Lê Chị Hoa. Tệ Hòa trên Facebook á. Dạ. Cho chị 500 ngàn. Dạ, cảm ơn anh chị nha. Dạ, Nam Mô Phật. Dạ, dạ. Anh chị nhiều may mắn bằng ăn thủy chung bạc đầu. Dạ, em cũng tiếp ăn học nha. Chị Tệ Hòa. Dạ. Chị Tệ Hòa. Dạ. Tệ Hà. Tệ Hà ha. Ừ, chúc dạ. Rồi. Chúc rồi. Chúc anh chúc. Chúc mà ảnh tên Tệ Hà. Tệ Tệ Hà. Dạ. Chúc anh Tệ Hà bằng ăn đồ đất nước rồi bình an hoàng sự làm ăn giàu có đồ vợ chồng thủy chung bằng ăn đồ mười tỷ bạc rồi vô rồi. Dạ. Ừ. Nam Mô Phật. Chị á, chị chúc chị á, chị Tệ Hà. Chị Tệ Hà chúc 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 lại. Chúc lại đi, chúc chị Tệ Hà. Dạ, chúc chị Tệ Hà đất nước đồ làm ăn khá giả. Dạ. Gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc thủy chung đồ. Ờ. Dạ. Tao bữa nay nấu sao? Rồi em nghèo đó chị, em tiền. Tiền là chết kìa kìa không cho bà kìa. Em gái ở Hàn Quốc cho bà 500 ngàn ha. Dạ, xin lỗi mẹ, xin lỗi anh chồng luôn. Cảm ơn mẹ giúp đỡ tôi. Ngày nào cháu ăn chứ. Chứ một chứ một bao gạo 50kg nữa bây giờ bà có ở đây có biết ai quen ai chở gạo gì không? Chị chú đây chơi. Có biết ai bán gạo không? Cái chợ em Đinh nha các bà. Tiêu gì mấy? Kêu dùng bao gạo 50kg đó 12 ngàn đó. Có gì hai bé đâu không? Kêu dạng đi, kêu nó chở hàng. Trời hỏi hàng hả kêu bà tới lực á. Bao 50kg. Không, kêu bà tới lực, anh chị nó vô đây chơi nha, coi gã cứ em tiếp em chơi với anh chị luôn. Rồi nữa mẹ con cũng qua đây, anh chị bắt tiền là không có đi bắt nuôi luôn nha anh chị. Bắt nuôi luôn. Bắt nuôi hai đứa này luôn. Ừ. Nghe lời anh chị dạy nữa. Kêu bà cha ở đâu mà hên hả anh chị? Ừ. Cha mẹ mình đó nha. Anh chị ý nó vô chơi mẹ em có qua đời nó anh chị bắt nuôi luôn. Ê, em cho con gà cứ ê dạ dặn gì nữa cho gạo xấu Nguyễn nở tôi được rồi. Ơi ta cho ta cho. Có ai kèm xấu đừng nở có mất tiền mấy ông. Cho gạo xấu được cho con năm bốn nở đứt cũng được. Ta cho gì ta cho được cái nồi. Không xin gạo tốt mất tiền. Bạn kêu cho gạo xấu được cho gạo. 12.000 một ký. Gạo 12.000. Cho gì ta cho. 50kg 600 ngàn. Ừ. Gạo xấu tao không chịu. Bây giờ là trên đây là anh chị cho má là bây giờ cái là quá hộ nghèo là sống hay là chết tao không có biết là cái phụ là nhà nước dân nghèo đâu là miền Trung miền xa đâu mà miền Quế tao vô tao cho má thì bây giờ tao cho gì đồ tốt mình ăn đồ tao cho đồ tốt chứ không bây giờ cho đồ dở mà mẹ đừng có nói là ăn đồ dở quá xin gạo xấu rẻ tiền chứ bà nói nữa cho nó nở đã người ta nói bây giờ người ta cho đừng có nói cái vụ mà tốt chứ xấu tao nói mà bà không hiểu vậy. Con cho rồi bà yên tâm ha. Dạ. Bà đừng có nói ở đấy. Không, cô này cũng thương ha. Đấy, đúng rồi, mơ đấy. Nè, cho má đấu con ăn đừng có đổ nha, quýnh má tội nghiệp đó. Mày nấu cơm. Hứa đi, hứa chị đi. Mày nấu cơm không cho tao ăn. Biết rồi. Biết chưa? Tao quýnh má. Phanh tay xin lỗi má dạ. Đi. Phanh tay. Cô xin lỗi mẹ nghe mẹ. Cơm cá hết. Lại mẹ cái đi. Dạ. Chắp tay lại mẹ cái đi. Đâu có cho ăn cái nó hôm mày con tao mẹ ăn sao nó quýnh nó cho. Nè, bà nghe tôi nói nè má. Anh chị này người dân, nói chừng nào mẹ qua đời, anh chị này đứng bờ bọc con ơi hay là con bé này rồi thí dụ con muốn có chồng anh chị đứng ra gả cho con ai ăn hiếp con anh chị này ủng hộ nếu con mơ tào lao bắt vô tù luôn hoặc chết luôn đúng rồi đúng rồi đúng không chính xác đăng kết khỏi cần giấy tờ đăng chính xác còn chiều nay bồ con vô cho ăn ở 50 con mơ nè anh chị đi ra thì giấu trốn làm còn có anh chị đây mà tiền bạc cho tao bậy tao bạ là anh chị lấy lại đó ừ đúng rồi hả anh chị tao giúp bộ nghèo mà đi lấy tao bậy tao bạ mày cho tao tao mằng vào cơ ừ đúng không mình chơi quay hiểu từng chơi em chúng chơi chừng chơi chiều nay ông già ông vô cho 50 ngàn rồi tao cướp lợi dụng em lấy tiền anh chị giết bẻ hầu em á ừ em chết đi gắn chịu mà tội nghiệp người ta tiền máu người ta xin từng đồng bằng nè từ bắc thành phố Hà Nội miền Nam tao cho dạng nó đó đơn giản nó mày cho từ kiểm hoài đó dạng chiều nay nó vô đó kìa dạng em còn 300, 500, 800 còn bảo anh chị cho là 700 riêng nữa đâu móc rồi coi trăm với bỏ trong bớt 300 nữa 800 còn giữ ha ừ còn bảo cho 700 là 1.500.000 rồi đó cho mẹ đánh bỏ tiền mà đám cao bỏ chừng mất đó nha tôi lượm đưa nó thôi nó quýnh tôi chết
lắm nào mà đưa. Biết chị chắc họ quên chứ. Bà còn tiền không chứ con đưa cho bà đó, 1,5 triệu. Tiền của bà đâu? Hỏi bà đâu. Bà cất nha. Mà cất đi nha. Ông kêu giữ giùm đi. Vợ ông nhiều kia chưa cho anh á. Sao để vậy mời mốt ta đóng điện nước rồi đó. Nè bây giờ anh chị ủng hộ đi hết vào đi, và anh chị cũng có tiền nhiều ủng hộ với em đi. Rồi cái nào ai anh cho cái nào ha. Rồi cái nào mình thấy ai nghèo đó đưa lên. Anh chị bà tỷ luôn đó. Một thẳng luôn đó. Có ông Phát mà không? Dạ. Có ông Phát không? Có. Mặc vô ông Phát cho đẹp. Thoát cái áo vô giống như bữa trước đi. Áo kiểm sao? Thì mày mặc gì mặc cái dưới. Mới lại mẹ một lại rồi bây giờ vô. Trong lấy cái áo à. Là dưới mày lấy đó. Đi vô lấy đi. Tù nghiệp. Mày vô chọn lựa mày lấy. Đi vô lấy đi. Em vô em lựa đi. Không biết áo nào. Thì áo nào miếng cố của mày. Đánh bậy rồi tao quýnh đó tù nghiệp đó. Không tù nghiệp nghèo khổ chứ. Nhỏ nó chắc cùng á chú. Quỷ cùng đó cho nó chứ. Không phải lần. Đi chỗ này nè. Đi chỗ kia chỗ mới mua. Chỗ mà quất luôn. Đuổi tôi ra đặt hỏi. Không đi nó quýnh luôn tôi chạy. Nịnh đó, nịnh ngọt ngọt đó, mà nó nghe lời. Ông anh ơi, ăn cơm nữa chứ. Ừ, áo khoác đẹp gì mà cứ. Đúng rồi. Làm đồ ăn cho anh chị ăn nha. Có thịt bò nữa. Có thịt bò nữa hả? Ừ, sao mấy mình ăn nhậu chơi luôn. Dạ. Không biết nhậu. Không, nhậu. Ăn cơm. Ừ, đúng rồi. Vô nói chuyện đi. Đó, chị ngồi đó ăn cơm làm mỏ đã chơi. Kèo kéo đầu ca đầu chơi nào. Biết ca không? Biết luôn. Ca đi. Nước bây giờ ca chay tặng chị bài đi. Ca hả? Ca bán gì bây giờ? Lòng mẹ đi. Hả? Ờ, kêu ngàn kêu giùm. Ca đi ca. Bao 50 kg. Đi mua giùm đi. Thôi cho tiền mẹ đi mua chi bà công. Mua gạo mới được. Mua gạo. Ta cho gạo. Đáng giả ta bắt mua gạo. Ờ, con hàng rồi. Con hàng có số điện thoại không bà ông Tư Lực? Con hàng có. Ấy đi chị đưa. Ờ, mượn dẫn dẫn dẫn. Phải đưa tiền nha. Đưa 600 ngàn nè. Thôi cho tiền với chị anh kia anh. Không có khả các cô đưa tiền mua giùm chị cái em ơi. Tình nghiệp bà mà. Mình hoàng hôn nữa. Nên anh chị la nó cho. Người ta giao đi mất công nhà mình không? 50 kg người ta chở vô đây mà. Chở. Chở. Chị ra đi kêu mới được. Đồng bình nó cho nó mơ không ha. Bỏ đó người ta gọi 600 ngàn. Nó muốn mơ nha. Ca đi. Không, kiếm rồi nữa. Ca coi. Ca bản gì ta? Ca thôi đừng có nói vậy nha. Ca nghe, ca đó. Ca bản gì giờ? Bản gì cũng được ca chứ. Ca bản gì bây giờ? Đừng có đâm chém giờ. Ca bản gì giờ? Không có tiền mà ca bản gì giờ mẹ? Ca tình cảm đi, tình yêu đi. Kìa tình yêu. Tôi lại á. Đưa ông nghèo mà cho tao tiêu đó tao lại luôn. Ừ. Không nghe người xím, không nghe mơ ca cùng cơ, ông giải quyết ở bà chữ rồi. À khách tiên kèo hay vậy? Ừ, đúng rồi, đó, hay lắm. À, ừ. Ca tao bả chữ đó bà nội kêu tôi ca, tôi coi bà ca bảo gì tôi có nhớ gì đâu đồng nghe chị. Thôi bây giờ anh này cũng mi ca đi mi ơi. Không, mi còn nhỏ mà ta không yêu cầu, ta yêu cầu mẹ ca. Ừ. Mặc dài ta có. Ca bán thiên kiều đi. Thiên kiều á, đúng ca rồi. Ca bán gì tôi không biết ca bán gì mà. Ca chốt. Không, ca bán gì biết ca bán gì. Hồi nãy em mới nói bài Thiên Kiều đó, hay quá trời. Chị ca chưa bán gì tôi không nhớ bán gì à. Nhớ khúc nào ca khúc đó. Được quá kêu ca thấy không? Ừ. Ừ. Ca bán gì giờ? Ca đại đi. Đi kè bà đi. Ca anh ta. Ừ. Ca bán gì mà tôi biết ca đâu trời. Con đưa tiền cho cô mà tụi con. Cũng đại gông mà. Mua 50 kg cho con nha. Để ta đem lên rồi đưa tiền. Đây là từ nghe mà. Vậy thì bấm cho em có tiền bạc á mẹ thầy. Ô, xin lỗi mẹ chơi mẹ mà cùng nó kêu em ca mẹ thầy đấy bà thầy con ca bạn gì tao mới cho tiền con lớn con ha. Ừ đó. Bởi vì mới đã biết rồi đó mẹ không giờ không giật cãi nha. Mấy 600 ngàn mua gạo đó. Con mơ nó khó ha mẹ. Ừ, đúng nếu con mà ăn giàu cũng đưa được cho bà mẹ. Ừ. Con giàu không lớn. Ừ. Mơ giàu lắm. Đó. Giàu lắm. Mơ ca đi. Anh gửi con chờ cho tôi bún bánh nhá. Ừ, ca. Mà không có cho tiền gì mà. Ừ, ông là xuống dưới chơi ha. Vô ừ. Ồ mẹ mày giận đó. Ca. Ca bạn gì mẹ. Trời em mẹ ca tao mà mẹ vô mẹ vô không biết chữ. Mua qua đào đi. Mua qua đào cái gì đó. Ha. À, tôi xin cũng mà giúp đỡ trong công ty bữa nay thành phố Hà Nội ủng hộ mà bên giám đốc với bên chị Hoa ủng hộ cho cái mà bé Mơ với chị Hoa với con My con là hộ nghèo. Con cảm ơn anh chị, xin lỗi và tặng một bản ca cổ lên đài là mùa qua đào. Ừ. Nha. Ừ. Bây giờ mình lên đài nghe mấy ông bà. Ôi. Sáng sương mai tôi ra thăm Hà Nội, cánh giặc im đềm hả người ơi, như chim phiêu bạc cùng trời. Nay về quê đất trời như mưa tắm, sắc duyên chúng mình ôi cánh đào thi chung.
Ôi, được không? Hay. Lên cổ luôn đi. Lên cổ luôn đi. Ừ, lên cổ luôn, chơi luôn. Lên luôn. Lên cổ luôn. Đó, cùng mà. Ừ, lên cổ luôn. Em ơi, tôi không phải tình chi cũng là lãng tử. Mà tôi mượn cánh đào qua mơ để ấp ủ đất nước vui quá ngày. Được không sếp? Tuyệt vời. Hạnh ngộ đào tới chiều nay tôi bán cà phê thân sống cười. Được chưa? Tuyệt vời. Tiếp nữa. Vỗ tay con, vỗ tay cho mẹ. Quá, tôi đâu thuộc đâu đi. Tiếp. Cái tôi ca vậy. Hay được. Quá. Quá à. Rồi, vỗ tay quá trời nè. Cách quà đạo cá được không ba má? Hay. Ba có nghe đâu. Được, được, đâu, hay đâu, lắm. Thuộc đâu, quay cùng lên bên nè. Bài khác. Bài khác nè. Ừ. Chà bán gì giờ mi? Tôi con mi nó ca hay lắm đó. Rồi, đâu có biết gì đâu mà ca. Bây giờ khán giả nè, yêu cầu mình em ca. Mới cho tiền nó chị Tuệ Hà đó. Bởi vậy ca cho anh chị nghe bản nữa nha. Ừ. Chứ không phải vì tiền, để anh chị thích ca. Ừ. Thành phố giàu xưng như lòng buồn ba. Cô gái nam trẻ bây giờ còn có học hay không? Giờ còn nhớ mẹ ấy, cha ấy, còn du đảng đi theo hoài tướng cướp. Chỉ là một kẻ bạch nãy đường mang nhiều dòng máu mãnh liệt thì còn gì đâu qua dòng nói u buồn. Ông liếc qua bả tôi ca luôn, tôi không biết gì đâu. Ông dài quá. Ừ, ca luôn kìa. Ê. Chủ ông liếc qua bà ngoại mà tao không biết què gì. Ca tiếp nè con. Bà ngoại ca hay khen nghe. Nói này cừ mà bác ơi, tôi câm phải không? Ừ, rồi, ca hay quá. Vô. Vô, bắt đầu vô nữa nè. Quái quá, chào bác quái. Bác kêu ca nữa, tôi lại luôn. Chị nghe, chị khen em ca hay rồi đó. Tôi ngồi xuống đây chúc anh chị đất nước lá thị chung giãn sự bình thường. Tôi kẻ gái mềm yếu thì làm sao ra giữ nữ vua được. Tôi chỉ lại cầu hoặc chờ cho con sống được niềm mơ. Được không? Hay. Biết rồi. Tôi cao bản đầu không nghe chưa phải không? Ừ, đó, hay được. Quá. Hôm nay tôi cao quỷ nhập tao mi. Quỷ nhập mẹ cho tao ca. Hôm qua anh chị kêu ca em muốn ca đó. Ừ, đúng, hôm nay kêu ca luôn nè. Thôi giờ nghỉ ca đi, giờ làm cơm anh chị. Không, bây giờ ca đi. Chút mới chở gạo. Ca chút mới chở gạo. Cần cơm. Cần ca, bây giờ mọi người đang cần ca. Vui vẻ, đây chơi với em. Vui vẻ nó ngon. Chút hả, giờ vô nấu cơm. Ca mệt với mẹ, ca hoài mà. Ca bài nữa. Ca bạn nó nghỉ nha. Ừ. Một bán nữa nha, lựa nha. Dài dài chút. Bán dài à. Ca bạn một bán nữa là nghỉ nữa nha, không ca nữa nha. Mệt quá đây ca, lựa bán gì cho ca nha. Tôi tuôn quá lớn rồi nghe, ca hoài. Trời cừu chết à. Ca bạn gì mẹ, ba lựa mẹ. Ca vô. Mày hồi tao chửi mày giờ bộ mày nói tao ham tiền cho mày. Đúng rồi. Tao chết tà tao Nhật Bản, tao chết cho tao ham tiền. Bữa nay cha mẹ tự tới tao ca nghe nghe cha rồi, mẹ. Bà rồi. Biết ý con nó quà kiểu ca không ca đó. Đúng rồi. Khóc quỳ lại bữa nay cự, bà Phật Quan Âm mà. Rồi vô. Bây giờ tôi ca bản rồi. Làm con quay bốn quán biết trường. Dân già hiu đời anh chị non sông quyêu bang. Cho trời mời quay nghe đừng để sau muốn chết sống đừng ham giặc tiền vàng có ý nghĩa gì đâu. Có tôi ca được chưa? Mà sao ngắm nó còn hay đang dơ mà. Trời ơi giờ anh quá ca gì trời. Ừ, khoái lắm. Bà nghe nghệ sĩ Thúy Dữ. Đó thấy rồi. Nghệ sĩ Thúy Dữ. Ừ, ừ ông mắt bả như mắt mày đâu lại luôn rồi đó. Rồi vô. Ừ. Vô bắt đầu. Quá ca rồi đó. Rồi vô tiếp. Mẹ ơi, tiền vàng của con bao giờ đền đáp trả nổi công ơn cha với mẹ cù lão nuôi dưỡng. Cha mẹ già đôi đũa yếu thảo nuôi con kẻ du con cũng không hẹn ngày nuôi được. Được chưa? Tuyệt vời. Tiếp tôi nói thiệt mà đó. Cô tôi hay ông quá. Ông hiểu ý tôi rồi. Ừ. Sao nghe. Ừ. Rồi tiếp vô. Vô. Đang nghe hay đang nghiền. Ông ca đúng không? Đang nghiền không thôi. Không thôi đi về nè. Không thôi đi về nè. Dạ. Ừ. Ca mấy nhỏ. Ừ. Thằng ơi giờ ông còn nít rồi nha. Ừ. Ông lại luôn rồi tôi cũng lại luôn. Ca ta cho tiền ta thấy rồi. Vô. Ca mệt chứ mẹ ca hoài. Ca đi ca. Cho tiền rồi để dành nha. Dạ. Tiếp. Để dành mình mua đồ mình ăn anh. Vô. Ca tiếp nè, mọi người đang nghe nè. Mẹ bệnh hoạn nghĩa đái nôi. Ừ. Hoặc là mình ăn khá. Em gửi xuất phần là cho
anh chị lại. Hiểu không? Đúng. Cảm ơn chứ rồi. Chưa bao giờ em có lọc mà gửi cho anh chị nè. Con người em nói không có nói gì nữa. Rồi cá. Mà đằng hoàng nó bay ba đâu. Nó bảo quái ca trời Phật ơi tôi lại ba luôn. Ca lên nè lên, lên. Không ca là mai nhỉ. Ca gì mà ca hoài trời. Không phải nào ca mà lấy kinh như kia. Cứ ca hay ca khúc vậy đó hay lắm á. Ca bản gì hết được biết ca chị khóc luôn rồi đó. Em ca hay chị khóc luôn rồi đó. Ca về mẹ. Bản gì vậy mẹ? Ca về mẹ đi. Ca về mẹ đi. Không biết chữ. Ca vọng cổ về mẹ đi. Rồi ca bán gì giờ tôi biết ca trời. Sao nó ngồi im luôn. Tôi bị ra đấy mùa. Đấy ông bảo đi cưng à. Ca đi nè. Sao kêu cô ca không biết gì ca mà sao. Ca biết để nó khán giả ta trời.